Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình được về quê. Về quê đám cưới nha các bạn. Đó, chuẩn bị đám cưới. Lâu lắm rồi mình mới được về quê nè. Đó, để mình quay cảnh sân vườn của nhà mình cho các bạn xem nè. Nhà mình không rộng lắm nhưng mà được cái có nhiều cây ăn quả đó, xoài đó, xoài nhỏ nhỏ mà trái rất là nhiều ha. Này là đống rơm cho bò ăn đó, trước sân trước nhà đó, mặt trước đó, quốc lộ. Trên là núi, nhìn cũng đẹp phết ha. Đó, cây xanh nhà hàng xóm. Đó, bên này cũng có một cây xoài nữa nè. Nhà không có gì, chỉ có cái xoài. Mùa này đáng hết xoài rồi nhưng mà nhà mình còn xoài nha các bạn. Đó, xoài, trái xoài kìa chưa? Ngọt lắm đấy các bạn. Xoài này ngọt lắm. Xoài tự nhiên không phun thuốc nên nó bị hư cũng nhiều nhưng mà trái cũng sai. Đảm bảo ăn mấy cái trái xoài này là đảm bảo là sạch luôn, không có một chút hóa chất, tự nhiên luôn á. Đàn hai xương á là những cái chuẩn bị chín nó hái xuống ăn ngọt lắm. Mình có được vị chó. Nhìn ngọt lắm á. Ngọt. Thơm, hái xuống bay mùi mũ thơm. Đó, thấy nhiều không? Chùm nhiều không? Đó, nó bị chín quá, nó tét ra luôn. Tét. Về quê đâu có gì đâu, thì hái xoài thôi, có xoài thì hái xoài thôi, hái để dành 2-3 bữa nữa đem vô ăn. Đó, mới hái chút xíu mà được cà rổ rồi kìa. Thấy không? Mấy quả mà cà rổ. Đảm bảo ngon, tươi luôn. Tiếp tục nè, đó, rau lang ở thành phố là được ăn rau lang là ngon lắm đó. Ở quê đó, rau lang rất là non luôn, một đám rau lang non luôn đó.
Đó, cây chanh nữa này. Chanh nhỏ nhỏ mà có trái nhiều lắm nha. Đó, có trái á. Ổi nữa nè. Ổi này thì bao ngon luôn. Nhưng mà giờ nó mới ra. Đó, mít nữa. Thấy không? Thấy mít không? Cây nhỏ nhỏ mà trái cũng nhiều lắm. Không về quê thì thôi, chứ về quê là trái cây thì ăn bao sạch luôn. Đó, xoài, ổi, mít. Ngoài ra thì có dừa nữa. Nhưng mà dừa, dừa cao, hái được. Quẹo không? Đây cây bơ này. Đó, trong cây bơ nó có năm sáu chậu lan rất là đẹp đó, mới trồng, nó chưa có bông, có mấy chậu cây sống đời nữa. Vườn nhỏ nhỏ nhưng mà trồng đầy đầy đủ các loại cây hoa rồi. Ba ok. Chuối, Chuối. cái Wow. chuối này. Chuối là nè. Đó, xoài đó, xoài ngồi sau đó. Vườn thì có gà, nuôi gà nuôi bò đó, bò đó. Nó thấy mình về nó lạ, mình đứng quay quay á, nó sợ nó chạy không. Đó, có rất nhiều dừa, nhưng mà dừa trồng lâu rồi cây nó cao. Đó, ngoài sâu mấy cái cây dừa cây xoài cao lớn, mát mẻ. Dừa nhiều trái lắm á, mà dừa cao lắm. Có một ổ, mới phát hiện một tổ ong ở trên cây xoài chuẩn bị lấy. Tổ ong ruồi nhìn thấy cũng được mà biết có mật không, để lát nó lấy xuống xem thử. Ở trên chỗ đó đó, sát đóng sát cây dừa luôn. Chuồng bò, cái chuồng để nuôi những con bò. Ok, cây chùm ruột nè, ruột này trái cũng nhiều lắm mà mới mới ra trái, do mới chặt nó mới ra nó trái non nhiều lắm đó. Quá trời trái luôn, trái non không à. Có trồng cà tím luôn đó, cà ăn mắm nữa đó, nó có trái trong cái nhà đó, có trái đó. Cà xanh này ăn với mắm này bài đó, có trái đó. Cây cũng dài được vài trái, mồng tơi, rêu lan.
Đó, xung quanh bốn bên đều có xoài hết ha. Chủ đạo là xoài á. Rau lan thì thôi, non mơn mởn. Nè, mình mới lấy cái tô ong nãy đó. Lúc nãy nói đóng ở trên trời xài gồng cái cây dừa đó. Mình mới lấy một cái tô ong ruồi đó. Đó, nhìn con ong ruồi nhiều không? Mới phủi nó ra nè. Đó. Đó, cái bánh đó. Cái bánh còn bô ong không? Có ké mặt không mà chắc lắm. Bánh thì già rồi nhưng mà ké còn mặt còn chắc. Rồi lát nữa chuẩn bị phủi hết. Ong lấy mặt á. Lát nữa mình phủi hết ong xuống nè, rồi mình dắt mặt thử coi thử được bao nhiêu mặt. Hấp dẫn á, ngon quá ha. Giờ mình ong rồi. Hồi xưa ở quê là hay đi lên núi lấy ong, lấy về nuôi ở vườn rồi xem lấy nó. Chú nào vườn nó xoay nó nhiều quá, nó làm tổ đó. Để lâu mình về mình cũng để ý vũ ra, thấy mấy cây xài vũ ra. Đóng thì đóng. Để nó đóng nha. Cây hồi giấy để vũ. Anh nhịn vũ. Đó, giờ mình phủi nó ra, phủi hết con ong đi rồi nó bị mình dắt mặt. Phủi phủi về mà nó chích chứ không phát thì y bài luôn ha. Nhưng mà nó chích tao nó bị xây thuốc rồi, cái phà thuốc nó xây nó bu lại rồi. Nhiều con rồi chứ. Nào, bữa lấy nó bày xuống chập nữa, nó bay lên lại chỗ cũ nó đóng. Nè, ở con chập con á sẽ bay đi chỗ khác. Có thể nó ở vòng vòng ở trong vườn này, nó tiếp tục làm tổ tiếp. Ủi á, ong nó bay lên á, nhìn á, chùa nó bay tá lá tùm lum rồi. Ong bay à? Đó, nó bay qua bay lại ha, nhiều quá trời rồi. Rồi. Dứt mọc. Nó bay bánh rồi. Cắt cái bánh nó ra. Giờ còn cái ké thôi, ké nó có mặt á, dắt lấy mặt, còn cái bánh thì bỏ riêng ra mình ăn à. Chứ mình dắt chung có cái con ong non ở trong đó nó sẽ vô với mặt á, nó sẽ bị hư mặt. Bánh này cái mặt này cũng to, chắc cũng lấy được nửa lít. Mình dắt mật xuống nó chảy đã không các bạn, mật nguyên chất luôn đó. Có mật này thì uống hay là dùng để chữa bệnh đúng cái chất lượng luôn. Mật ăn ruồi chất lượng hơn cho những cái mật ong mà mình nuôi, hoặc là mật ong lỗ, mật ong chiếu. Ong ruồi này chất lượng à. Chặt lại còn sáp á, nhai nó cũng ngọt lắm, nhai nó ngọt rồi bỏ.
Ở trong cái bánh có một đoạn luôn có mật này đó. Nhiều quá chưa? Ép thật nhiều ha. Chắc phải được nửa lít đó. Bắt đầu chắc mật vô chai ha. Đây này nửa lít này. Dùng một chiếc lá ta làm dùng làm phở, chiếc phở tự chế thời xa xưa tới bây giờ vẫn còn hữu dụng. Wow, đại chai luôn đó. Thấy không, đại chai luôn, nhiều ghê chưa, chai mặt nửa lít luôn. Mặt nguyên chất nè, nửa lít nè, 150-300 ngàn đó. Có nhiều cái bài không nữa? Có cái vết mặt người này nó còn lại này, gọi là cái sáp á, người ta ăn cái sáp này ngọt lắm á, ăn ít thôi chứ ăn nhiều là nó cũng say luôn, cặp miếng bánh này quá trời luôn. Pha đó ăn cái sáp với cái bánh ăn vô luôn, chấm mọc rồi. Chất lượng luôn, mật không đó, mật ở trong đó. Tớ sẽ cái mà còn là chấm với mật trong thôi. Chấm mọc ăn mọi người. Tớ quết một miếng ăn. Trời ơi, ngọt lại mà béo béo. Anh dừng, dạ dạ ăn nữa ba. Để ba ăn luôn. Ăn này mật này nhiều quá có thể say các bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.